Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh lớp 1. Các con thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng cô đến với các bài tập ở trong cuốn sách Chinh phục nâng cao toán 1, ôn tập nâng cao 35 tuần học, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức nhé. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ đến với các bài tập trong tuần 22, bảng các số từ 1 đến 100, luyện tập chung. Câu 1, số đứng sau số 99 đọc là à, sau số 99 chúng ta sẽ có số 100. Cô sẽ đọc là 100 nhé. Cô quanh đáp án A. Câu 2, số nào gồm có 80 và 4 ạ? À, cô sẽ gộp hai số này lại, cô được một số đấy là 8, 14. Cô quanh vào đáp án C nhé. Câu số 3, số hỏi chấm từ 0 đến 100 có bao nhiêu số tròn trục? Vậy thì chúng ta sẽ tìm xem là có tất cả bao nhiêu số tròn trục từ 0 đến 100 nhỉ? Chúng ta cùng đếm này. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hết chưa nhỉ? À, còn số 100 nữa. Số 100 cũng là số tròn trục. Số 100 là số tròn 10, đúng chưa ạ? Như vậy có tổng cộng là 10 số tròn trục. Cô khoanh đáp án D. Chúng mình chuyển sang câu số 4. Các số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là chúng ta có dãy số là 75, 73, 71, ô trống 67, 65, ô trống 61. Vậy trước tiên chúng ta sẽ cần đi tìm quy luật của dãy số này như sau. Từ 75 đến 73, chúng ta đếm này. 75, 74, rồi đến 73, 72, 71, 70, 60, 9, đúng chưa ạ? 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61. Như vậy số điền vào các ô trống lần lượt sẽ là 69 và 63. Như vậy cô khoanh vào đáp án A nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 5. Số lớn nhất trong các số 34, 61, 45, 11. Vậy số lớn nhất chắc chắn là 61 rồi. Cô khoanh đáp án C. Câu 6. Số nhỏ nhất trong các số 73, 29, 45, 32. À, số nhỏ nhất sẽ là số 29. Cô khoanh đáp án B. Câu 7. Các số tròn trục thích hợp điền vào ô trống. Vậy thì số tròn trục sẽ phải lớn hơn 24 và bé hơn 69 là những số nào nhỉ? À, cô có đầu tiên sẽ là số 30 này, 40, 50, 60. Như vậy là cô thấy đáp án C là các số thích hợp để điền vào ô trống này. Cô khoanh vào C nhé. Câu 8. Có bao nhiêu số thích hợp điền vào ô trống? À, các số nào mà lớn hơn 40, nhỏ hơn 50, cô sẽ có từ số 41 này cho đến số 49, đúng chưa ạ? Vậy thì các con có thể liệt kê các số này ra nhé và đếm xem là có bao nhiêu số từ số 41 đến số 49 ạ. À, cô đếm là có 9 số, như vậy cô sẽ khoanh vào đáp án là D nhé. Câu 9. Số hỏi chấm có bao nhiêu số lớn hơn 67 và nhỏ hơn 83? Vậy thì chúng ta sẽ cùng cô liệt kê các số từ 67 đến 83 nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng liệt kê các số từ 68 đến 82 và đếm xem là có bao nhiêu số nhé. Vì là lớn hơn 67 cho nên chúng ta sẽ tính bắt đầu từ số 68 và nhỏ hơn 83 cho nên chúng ta sẽ liệt kê đến số 82. Như vậy cô đếm có 15 số, như vậy cô sẽ khoanh vào đáp án A, 15 số. Câu 10, các số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. À, các con hãy nhìn bức tranh này, giảm dần, à, cô thấy mũi tên này, có nghĩa là từ lớn đến bé, từ lớn đến bé nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm đâu là các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
Trước tiên chúng ta sẽ cùng đi xem các số đó là số nào đây ạ. 59, 45, 23 và 8. Như vậy số lớn nhất cô thấy ở trong 4 số này là số 59. Như vậy cô sẽ sắp xếp vị trí số 59 đứng ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo chúng ta còn 3 số còn lại. Đấy là số 45, 23 và 8. Vậy thì trong 3 số này đâu là số lớn? Số 45 là số lớn nhất. Vậy cô sẽ sắp xếp số 45 tiếp theo. Sau đó còn 2 số thì ta sẽ sắp xếp số 23 và số 8. Như vậy cô có 59 lớn hơn 45, lớn hơn 23 và lớn hơn 8. Như vậy câu A chính là đáp án chính xác. Tương tự như vậy, chúng ta cùng đến với câu số 11. Câu số 11 khác câu số 10 ở chỗ là tăng dần, đúng chưa ạ? Ở đây là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Như vậy thì chúng ta sẽ cần sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn nhất. Các con có thể nhìn bức tranh này. Từ bé, từ thấp cho đến cao đấy ạ. Vậy thì cô có các số 67, 45, 32 và 10. Như vậy thì đâu là số bé nhất trong 4 số này? Sẽ là số 10. Như vậy số 10 cô phải xếp ở vị trí đầu tiên. Như vậy cô có đáp án B, C và D có số 10 đứng ở vị trí đầu tiên này. Tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp những số còn lại. Cô có số 45, 32 và 67. Vậy trong 3 số này đâu là số bé nhất? Chính là số 32, đúng chưa ạ? Như vậy số 32 cô sẽ sắp xếp đứng ở vị trí thứ 2. Đây, đúng chưa ạ? Như vậy cô có đáp án C và đáp án D. Tiếp theo, hai số còn lại sẽ là số 45 và 67. Vậy thì chắc chắn số 45 sẽ bé hơn 67. Và vị trí thứ 3 sẽ là số 45. Và cuối cùng là 67. Như vậy 10 bé hơn 32, bé hơn 45, bé hơn 67. Đáp án C là đáp án chính xác. Cô khoanh vào C nhé. Câu số 12. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau gồm. Vậy thì chúng ta sẽ cần đi tìm số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số nào? Vì là số lớn nhất cho nên số chục sẽ là số 9. Mà hai số khác nhau nên số đơn vị sẽ là số 8. Như vậy cô có số 9, 18 là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Vậy thì số này sẽ gồm 9 chục và 8 đơn vị. Cô khoanh vào đáp án D nhé. Câu số 13. Số đứng sau số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là. Chúng ta sẽ cần đi xác định số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là số nào ạ? Chính xác, đấy là số 11, đúng chưa ạ? Vậy thì đứng sau số 11 sẽ là số 12. Như vậy cô khoanh đáp án là D nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 14. Số nhỏ nhất có hai chữ số được ghép từ các thẻ số 9, 1, 7, 3 là số nào đấy ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ tìm số nhỏ nhất trong 4 thẻ số này. Đó chính là số 1. Như vậy cô sẽ ghép số 1 ở vị trí số chục. Và số bé tiếp theo trong các thẻ số còn lại sẽ là số 3. Như vậy cô ghép được số 13 là số nhỏ nhất có hai chữ số. Cô khoanh đáp án C. Câu số 15. Số hỏi chấm có bao nhiêu số tròn trục nhỏ hơn 79 ghép được từ các thẻ số 20481. Vì là số tròn trục cho nên chúng ta sẽ phải sắp xếp số 0 đứng ở vị trí số đơn vị, đúng chưa ạ? Như vậy cô sẽ ghép được những số sau này. Số 20, 40, 80 và số 10, đúng chưa ạ? Nhưng mà đề bài yêu cầu là nhỏ hơn 79. Vậy thì số nào nhỏ hơn 79 trong 4 số mà chúng ta vừa liệt kê được đây ạ? Số 20 này, 40 và số 10. Số 80 lớn hơn 79, như vậy cô sẽ gạch số 80 đi. Và cô lật được 1, 2, 3 số. Cô khoanh đáp án B nhé. Câu số 16. Trang đố hoàng một số có hai chữ số. Biết số đó có số chục là số đứng trước, số lớn nhất có một chữ số, số đơn vị là số đứng sau, số nhỏ nhất
Vậy thì chúng ta sẽ cần đi tìm số mà bạn Trang đố bạn Hoàng là bao nhiêu nhé. Theo đề bài thì cho biết là số đó có số chục là số đứng trước số lớn nhất có một chữ số. Vậy chúng ta sẽ đi tìm số chục này. Số đứng trước số lớn nhất có một chữ số. Vậy thì số lớn nhất có một chữ số sẽ là số 9. Và đứng trước số 9 chúng ta sẽ có là số 8. Như vậy số chục của số này sẽ là số 8 này. Tiếp theo, số đơn vị là số đứng sau số nhỏ nhất có một chữ số. Số nhỏ nhất có một chữ số là số 0. Vậy thì đứng sau nó sẽ là số 1. Vậy thì số đơn vị ở đây sẽ là số 1 ạ. Vậy thì cô ghép được thành số có 8 chục và một đơn vị là số 81. Vậy cô khoanh đáp án là D nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 17. Số hỏi chấm từ 1 đến 100 có bao nhiêu số có hai chữ số giống nhau? Cô sẽ liệt kê các số có hai chữ số giống nhau đây nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đếm từ số nhỏ nhất, đấy là số 1 đúng chưa ạ? Cô có số 11 này, 22, 33, 44, 55, sau đó là 66 này, 77, 88 và 99. Hết chưa nhỉ? Chính xác. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 số có hai chữ số giống nhau. Cô khoanh đáp án C. Chúng ta chuyển sang câu số 18. Các số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là 50 ô trống, 40, 35 ô trống, 20, 15, 10, 5. Để tìm được các số thích hợp điền vào các ô trống thì chúng ta sẽ cần đi tìm quy luật của dãy số này. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm quy luật của dãy số dựa vào các số gần cuối. Ở đây cô có số 20, 15, 10, 5. Như vậy thì các số này sẽ cách nhau bao nhiêu số đấy ạ? Cô đếm như sau này. Từ số 20 cô có 19, 18, 17, 16 và 15. 14, 13, 12, 11 và 10. Sau đó đến 9 này, 8, 7, 6, 5. Như vậy mỗi số này sẽ cách nhau 4 số. Vậy thì chúng ta cùng tìm nhé. Từ 50 chúng ta sẽ đếm lùi lại. 50 này, 49, 48, 47, 46. Như vậy đây sẽ là 45. Tiếp theo, 35 rồi đến 34, 33, 32, 31 và 30. Sau đó 29, 28, 27, 26 và đây sẽ là 25. Vậy thì số thích hợp sẽ điền vào là 45, 30 và 25. Cô khoanh đáp án là A nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 19. Số có bao nhiêu số nhỏ hơn 76 và lớn hơn 63? Vậy thì chúng ta sẽ cần đi liệt kê các số từ 63 đến 76 đúng chưa ạ? Xem là có bao nhiêu số nằm giữa số 63 và số 76 này nhé. Và sau khi cô liệt kê và đếm thì có 12 số nhỏ hơn 76 và lớn hơn 63 nhé. Cô khoanh đáp án D. Câu số 20, số hỏi chấm có bao nhiêu số thích hợp điền vào ô trống? Câu này thì chúng ta thực hiện tương tự như câu số 19 đúng chưa ạ? Cô sẽ liệt kê từ số 68 đến số 78 xem là có bao nhiêu số nằm giữa hai số này. Và cô đếm được có 9 số. Như vậy cô khoanh đáp án là B. Câu số 21. Số có bao nhiêu số có hai chữ số mà số chục cộng với số đơn vị bằng 7? Vậy thì chúng ta cùng nhớ lại trong bảng cộng 10 có những phép tính nào có kết quả bằng 7 đấy ạ? Trước tiên chúng ta sẽ đi từ số bé nhất. Cô có số 0 cộng với 7 thì sẽ bằng 7 đúng chưa ạ? Tiếp theo là số 1 cộng với mấy để bằng 7 nhỉ? Cộng 6 này. Số 2 cộng 5 bằng 7. Số 3 thì cộng với 4 bằng 7.
Tiếp theo sẽ là số 4 thì cộng với 3 bằng 7 này. Số 5 thì cộng với 2 bằng 7. Số 6 thì cộng với 1 bằng 7. Và số 7 thì cộng với 0 bằng 7. Vậy thì từ đây cô sẽ ghép được những số như thế nào đây ạ? Trước tiên là vì đây là số có 2 chữ số nên không thể có số 07 được, đúng chưa ạ? Như vậy cô loại này. Tiếp theo cô sẽ có số 16 này, 25, 34, 43, 52, 61 và 70. Vậy cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số. Có 2 chữ số mà số chục cộng với số đơn vị bằng 7. Như vậy cô sẽ khoanh vào đáp án B. Chúng ta chuyển sang câu số 22. Số hỏi chấm có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau nhỏ hơn 54 được ghép từ các thẻ số 2, 5, 4, 3. Vậy thì chúng ta sẽ ghép các số từ 4 thẻ số này nhé. Trước tiên nếu như số chục là số 2 thì cô có các số sau: 25 này, 24, 23. Tiếp theo nếu số chục là số 5, cô có các số 55, 52, 54 và 53. Tiếp theo nữa, số chục là 4 thì sao ạ? Cô có 42, 45 và 43. Và cuối cùng số chục là 3 thì cô có số 32, 35 và 34. Như vậy cô đã liệt kê được các số được lập từ các thẻ số, đúng chưa ạ? Vậy thì sau đó cô sẽ đi tìm đâu là các số nhỏ hơn 54. Vậy thì sẽ có những số là số chục là 2 này, số chục là 4 này và số chục là 3. Số chục là 5 thì có số nào nhỏ hơn 54 ạ? Có số 52 này và 53. Chỉ duy nhất số 54 không thể nhỏ hơn 54 được. Như vậy cô sẽ gạch số 54 đi. Và bây giờ chúng ta đếm xem là có bao nhiêu số nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 số. Như vậy cô khoanh vào đáp án là C, 11. Câu số 23. Số cây hoa của lớp 1A trồng được là một số có 2 chữ số. Biết số đó có số đơn vị lớn hơn 3 nhưng nhỏ hơn 5. Số chục là số đứng sau của số đơn vị. Vậy số cây hoa lớp 1A trồng được là số nào? Vậy thì chúng ta cần phải đi xác định từng số 1. Trước tiên là số đơn vị. Được biết là số đó lớn hơn 3 và nhỏ hơn 5. Vậy thì sẽ là số 4. Cô có số đơn vị là số 4. Như vậy cô loại được đáp án C và đáp án D, đúng chưa ạ? Tiếp theo này, số chục là số đứng sau của số đơn vị. Số đơn vị chúng ta vừa tìm được là 4. Vậy thì đứng sau số 4 sẽ là số 5. Và số 5 này sẽ chính là số chục. Vậy cô có số 54 là số cây mà lớp 1A trồng được. Cô khoanh vào đáp án A nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 24. Ly nghĩ ra một số có 2 chữ số. Biết số đó lớn hơn 40 nhưng nhỏ hơn 50. Số đó có số đơn vị là số đứng sau số nhỏ nhất có 1 chữ số. Vậy số mà Ly nghĩ ra gồm. Vậy thì trước tiên chúng ta cần phải xác định số đó là số nào đã nhé. Theo đề bài thì số đó lớn hơn 40 nhưng nhỏ hơn 50. Số đó có số đơn vị là số đứng sau số nhỏ nhất có 1 chữ số. Số đơn vị là số lớn. Vậy thì số nhỏ nhất có 1 chữ số là số 0. Vậy thì đứng sau số 0 sẽ là số 1. Vậy cô xác định được số đơn vị sẽ là số 1 nhé. Tiếp theo, được biết đây là số lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50. Vậy thì cô sẽ có số 41 lớn hơn 40 mà nhỏ hơn 50. Và số đơn vị là số 1. Vậy số 41 sẽ bao gồm 4 chục và 1 đơn vị. Như vậy cô khoanh đáp án C. Vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các câu hỏi của tuần này rồi. Và hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập của tuần tiếp theo nhé.